Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại hội Đảng bộ thị ủy Hương Trà lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được 39 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà và một đồng chí giữ chức bí thư thị ủy. Đây là đơn vị được ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chọn tổ chức đại hội điểm khối huyện, thị xã và thành phố để rút kinh nghiệm chung cho các đại hội của tỉnh. Tại đại hội, bốn chương trình trọng điểm được xác định là phát triển dịch vụ du lịch, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề, phát triển hạ tầng đô thị và phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao.